Thưa quý vị, trong khuôn khổ tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm BRICS mở rộng năm 2024 vào tối ngày 24 tháng 10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Phát biểu tại cuộc hội đàm, Tổng thống Vladimir Putin chào mừng và cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự hội nghị. Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ xúc động về những kỷ niệm sâu sắc và cảm kích trước sự đón tiếp thân tình, chu đáo của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Tổng thống trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam rất thành công vào tháng 6 vừa qua, thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc thủy chung giữa hai nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được đến thành phố Kazan và gặp lại Tổng thống Putin, khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Nga đối với Việt Nam, mong muốn làm sâu sắc và hiệu quả hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích của hai bên, đáp ứng mong muốn và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao diễn ra hết sức sôi động, kim ngạch song phương tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo cho rằng kết quả này chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra và đòi hỏi hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để triển khai hiệu quả hợp tác, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, mở rộng hợp tác sang lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Putin cũng thảo luận các định hướng và biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực khác mà hai bên có nhiều tiềm năng và dư địa như khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, du lịch, giao thông vận tải. Hai bên cũng nhất trí phối hợp chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025. Thưa quý vị, chiều ngày 24 tháng 10 theo giờ địa phương, tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng năm 2024 với chủ đề BRICS và năm bán cầu cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn dưới sự chủ trì của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch BRICS năm 2024. Tham dự hội nghị có hơn 40 lãnh đạo cấp cao các nước thành viên BRICS, các nước khách mời là đại diện các nước đang phát triển tại các khu vực trên thế giới và các tổ chức quốc tế. Tại hội nghị, lãnh đạo các nước tham dự đã tập trung thảo luận các định hướng lớn để giải quyết một số vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu như xung đột, khủng bố, xóa đói nghèo, biến đổi khí hậu và an ninh lương thực. Phát biểu tại hội nghị, nhận định sâu sắc về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên kết nối và hội nhập sâu rộng, kỷ nguyên công nghệ thông minh và đổi mới sáng tạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm nhìn, cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện và đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế, xây dựng một trật tự thế giới dựa trên luật lệ, chia sẻ chung trách nhiệm để giải quyết thách thức chung chưa từng có. Để cùng kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 5 kết nối chiến lược bao gồm kết nối nguồn lực, kết nối hạ tầng chiến lược, kết nối các chuỗi cung ứng toàn cầu, kết nối con người với con người và kết nối trong cải cách các cơ chế quản trị toàn cầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chia sẻ bài học phát triển của Việt Nam về kết nối hội nhập cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, đồng thời bày tỏ tin tưởng BRICS sẽ đoàn kết phát triển hơn nữa trên tinh thần thúc đẩy hòa bình, đối thoại, hợp tác. Thưa các nhà lãnh đạo, thi hào Nga Maxim Gorky đã nhấn mạnh mỗi dân tộc, mỗi quốc gia là một phần không thể thiếu trong cơ thể con người vĩ đại và chỉ cùng nhau chúng ta mới có thể đạt được tiến bộ thực sự. Với tin này ấy, tôi tin tưởng rằng BRICS sẽ đoàn kết hơn nữa, phát huy sức mạnh nội sinh để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác cùng BRICS và cộng đồng quốc tế để hiện thực hóa ý tưởng cùng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người dân.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường dự hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 10, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nhóm BRICS năm 2024. Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa quan trọng, khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Chuyến công tác cũng góp phần đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga. Sự tham gia của Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng lần này nhằm truyền tải thông điệp của Việt Nam về việc ủng hộ vai trò của các diễn đàn và cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có BRICS. Việc tham dự cái hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS cộng lần này là trong thời gian mà Nga là nước chủ tịch luân phiên của BRICS thì còn thể hiện Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Theo dự kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp nhiều lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga và lãnh đạo các tổ chức kinh tế lớn của Liên bang Nga như Tập đoàn Dầu khí Nga, Tập đoàn Rosatom. Đây là dịp để hai bên thúc đẩy triển khai kết quả các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua, nhất là chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Putin hồi tháng 6, cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Putin vào tháng 8, cũng như chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào tháng 9 vừa qua. Lãnh đạo hai nước sẽ tập trung trao đổi về những phương hướng lớn của sự hợp tác song phương trong thời gian tới, cũng như trao đổi những vấn đề cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, dầu khí, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong 9 tháng đầu năm, tức 3 quý đầu năm nay đã đạt cái mức là 3,52 tỷ đô la. Tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, và đây là con số hết sức là ấn tượng. Sự tham gia của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh BRICS cộng lần này được nước chủ nhà Liên bang Nga hết sức coi trọng. Đây chính là sự tiếp nối và phát huy hiệu quả mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã được xây dựng và củng cố qua nhiều thập kỷ, dựa trên nền tảng của sự tin cậy, hợp tác bền vững và tôn trọng lẫn nhau. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Nga và tham dự hội nghị cũng góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga ngày càng phát triển, cả về bề rộng lẫn chiều sâu, hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nga vào đầu năm 2025.